ở cái thế giới của các người anh em á, thế giới quan ba chiều, cái ngũ quan của người anh em vô cùng hạn chế. Và nói về cái tai của người anh em nghe nha, cái tai của người anh em nghe hiện nay á, cộng trừ 5 decibel là gần như không nghe được nữa. Nếu hạ âm thì sao, huyền âm thì sao? Cũng giống như cái sóng điện thoại của người anh em này, nó tồn tại không? Nó tồn tại. Mắt thường người anh em có thấy không? Qua thấy, qua thấy cái sóng điện thoại của các người anh em, cái tính thấy giống như bình thường, cái mắt của người anh em có vậy. Nếu nhìn như vậy nè, chiều rộng ra là khoảng hơn 220, người nào 200-220 độ, dọc này là khoảng 120-140 độ. Tính thấy, cái thấy xa như vậy, nếu ấy được thì còn còn 50 km. Nếu đêm á, à, một cái đốm lửa nào đó là xa xôi như vậy là 50 km. Cái đó là cái thấy còn thua con vật nữa. Nhưng con người là siêu lắm. Hồi xưa qua là bác sĩ này, qua nói này, hiểu tới cái bản thể, hiểu được bản thể của vũ trụ, bản nguyên bản thể của vũ trụ, thì lúc đó nó khác, nó khác biệt lắm. Cái này là cái hồi xưa giờ loài người gần như mù, các nhà bác học thế gian là mù, và đây là khoa học tuyệt đối. Cái thế gian hiện biết là cái khoa học tương đối, cũng giống như qua đây nè, hồi xưa qua học bác sĩ, cơ thể hồi xưa mình học giải phẫu bệnh, mình tưởng có cái thể xác này, qua có một thể xác này, lục phủ ngũ tạng, cái cơ quan này kia, cơ xương khớp. Nhưng bây giờ cái cơ thể của người anh em nó có một cơ thể khí nữa, nó cấu tạo sao hiện nay thế gian mù, tiếp nạp sao nó mù, cái đó phải còn gọi một là cái thể nữa, linh hồn của người anh em nữa, em định hỏi nó cấu tạo thế nào, người anh em đâu có biết, không biết cái đó thì các người anh em không biết nuôi dưỡng làm sao cho đúng khoa học. Dạ, như vậy là anh thì anh cái anh tuổi anh đời của người anh em hiện nay là 73-75 năm là kết thúc, ai sống hơn 100 năm nữa, sống hàng trăm năm rồi. Dạ, nếu hiểu cái khoa học này. Dạ, anh, nhớ nghe. Anh cho em hỏi thêm một câu là vậy khi mà anh nói là có thể nghe được những âm thanh đó hoặc là những cái khả năng đó thì về coi thiên nhĩ thiên nhãn không đi. Dạ dạ em hiểu rồi. Thì hiểu cái điều qua nói. Dạ. Nghe. Nhưng mà khi mà ở trong trạng thái là mình phải thiền định hay là ở bình thường là mình có thể như hiện vậy. Đây là tất cả là qua điều nghe đó, qua thông đó. Là những trạng thái bình thường là cũng thế. Bình thường tại vì cơ thể của bạn hoạt động nghe. Nó không phải giống cái cơ thể của người nghe. Nuôi cái thể xác bây giờ hiện nay gần như cái khoa học nuôi thể xác. Cái đất nước này kể cả trên toàn cầu là chưa có khoa học. Dạ. Giống như cái xác thân hiện nay là tại sao cơ thể của dân tộc của người anh em này hiện nay bé nhất châu Á. Nhiều. Hay biết nghe, rồi dạ. Cái thể khí nó tạo làm sao mình phải nuôi nó làm sao? Dạ. Thể linh hồn mình phải nuôi nó làm sao? Cái đó là khoa học nghe. Dạ. Và là linh hồn có phải là một dạng năng lượng thôi? Không, nó là năng lượng vi tế lắm. Nó là rất là vi tế. Cái đó nó siêu vi tế, đã khó thấy. Khí mà đã không thấy được. Nghe.